phần nguyên liệu đầu tiên mình mua một cái giò heo 1,5 kg, mình nhờ người ta cạo lông và đập móng cho nó sạch. Giò heo này là giò heo trước nha các bạn, và người ta chẻ đôi ra theo chiều dọc, chia cái giò heo ra làm hai. Mình rút cái phần xương phía trên nha các bạn, mình sử dụng cái phần đùi phía trên. Nếu các bạn dùng phần móng luôn cũng được, vì phần móng có da và gân, ăn cũng rất là ngon. Chúng ta còn sử dụng tương ớt, hành tím và tỏi xay nhuyễn, một gói bột ngũ vị hương, kim chi thập cẩm và một số gia vị nêm nếm. Kim chi thập cẩm thì mình mua ở siêu thị đó các bạn. Ở trong đây nó có củ sen, củ cà rốt, củ cải trắng, cải thảo, bắp, vân vân. Giò heo mua về thì mình trước tiên mình rửa sạch các bạn ha. Rồi sau đó mình sẽ ngâm vào muối loãng khoảng 10 phút. Rồi mình rửa sạch lại và để ráo trước khi ướp. Tiếp theo chúng ta pha cái hỗn hợp gia vị để mà nêm vào cái giò heo. 1 muỗng súp muối. Rồi chúng ta cho 1/2 muỗng súp đường. Đường ít thôi, vì đường nhiều thì chúng ta chiên nó sẽ bị khét đen đó các bạn. 1/2 muỗng súp hạt nêm. Rồi chúng ta cho vào 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Nếu các bạn có dùng bột ngọt, không thì các bạn không sử dụng cũng được. 1 muỗng cà phê tiêu xay. Rồi cái phần hành tím băm và tỏi băm chúng ta cho vào hết. Một ít bột ngũ vị hương cho nó thơm đó các bạn. Rồi chúng ta trộn đều, thật là đều. Rồi chúng ta bắt đầu ướp thịt. Chúng ta cho cái hỗn hợp mà chúng ta pha hồi nãy đó, chúng ta cho vào ướp cả mặt trước, mặt phần mặt thịt lẫn cái mặt phần da. Chúng ta massage cho đều, trộn cho đều, cho nó thấm gia vị. Chúng ta để như vậy cho nó thấm 30 phút. Sau khi phần thịt đã thấm 30 phút rồi, chúng ta lấy ra, chúng ta lấy chỉ chúng ta quấn, chúng ta cột lại để cho thịt nó gom lại đó các bạn. Thịt nó gom lại thì khi chúng ta chiên xong chúng ta cắt ra thì trình bày nó sẽ đẹp hơn. Cho thịt nó gom lại đó các bạn. Tiếp theo đến phần hấp giò heo. Chúng ta dùng nồi hấp cho nước vào và mở lửa đun sôi lên. Và khi nước sôi rồi thì chúng ta tiến hành hấp thịt. Nước sôi thì chúng ta chỉnh nhiệt độ cho thấp lại để cho nước sôi liu riu các bạn ha. Và chúng ta bỏ thịt vào, chúng ta hấp trong vòng 30 phút thì thịt sẽ chín. Đậy nắp lại. Sau 30 phút thì thịt đã chín rồi các bạn. Mùi tỏa ra rất là thơm. Thơm phức luôn. Và rất là thịt rất là nóng. Rồi chúng ta vớt ra nha các bạn. Mùi vị rất là thơm đó các bạn. Sau 30 phút thì thịt chín, chúng ta vớt ra. Rồi chúng ta cắt bỏ cái cọng chỉ mà nãy chúng ta cột đi. Nếu mà làm thịt nguội thì công đoạn làm thịt nguội đến đây là xong. Chúng ta có thể ăn với bánh mì. Nếu mà chúng ta mua ở ngoài ăn với bánh mì thì cái thịt này, cái da nó màu đỏ các bạn, vì người ta quét cái màu đỏ lên. Còn ở đây mình làm mình không có quét màu nên cái da nó không có đỏ. Vì mình làm giò heo muối chiên giòn cho nên công đoạn tiếp theo mình còn sẽ chiên giòn nữa.
Nếu các bạn chưa chiên liền thì các bạn có thể bỏ tủ lạnh, khi nào các bạn cần chiên thì lấy ra chiên. Trước khi chiên, chúng ta dùng nĩa chúng ta xơm cho thịt nó lủng, cái da nó lủng để khi mình chiên không có bị dăng dầu mỡ, không có nổ, da nó bị phỏng các bạn. Bây giờ chúng ta tiến hành chiên giò heo, chảo nhiều dầu. Khi dầu sôi thì mình bỏ giò heo vào mình chiên. Khi dầu sôi rồi chúng ta giảm nhiệt độ lại để cho dầu đừng có sôi mạnh quá mà bắn vào người có thể gây nguy hiểm, gây phỏng cho chúng ta. Rồi chúng ta chiên cho đến khi nào giò heo nó vàng. Và khi chúng ta lấy cái muỗng hay là nĩa gì đó chúng ta gõ vào da có cảm giác nó cứng cứng là lúc đó đã chiên được rồi đó các bạn. Khi giò heo vàng, da vàng và da nó cứng cứng thì chúng ta đã chiên được rồi. Chúng ta vớt ra cho ráo dầu. Bây giờ chúng ta cắt miếng vừa ăn để xắp ra đĩa. Món này chúng ta có thể ăn kèm với kim chi thập cẩm, kim chi hoặc là ăn kèm với cải chua. Các bạn không chấm cũng được, và nếu các bạn có chấm thì chúng ta có thể chấm với tương ớt, muối tiêu chanh hoặc là nước chấm hải sản, nước chấm ớt hiểm xanh đó các bạn, thì cũng rất là ngon. Thì món này chúng ta làm đến đây là sắp ra đĩa là coi như hoàn thành. Nếu các bạn có làm thì chúc các bạn thật là thành công nhé.